Ủa, Dũng phòng bên, sao em ở đây vậy? Em bị té từ tầng 8 xuống, chết hơn 3 ngày rồi. Chị cũng được 3 ngày rồi, sao trùng hợp vậy? Mà sao chị chết? Chị vừa bước vô nhà là chị nghe cái mùi nước hoa nó lạ quắc nè. Chị biết ngay là thằng chồng chị nó ngoại tình. Rồi sao nữa? Mà cái con này nó là tiểu tam chuyên nghiệp nha em. Nó để lại một cái áo khoác đàn ông, nghĩa là nó giả trai để gặp chồng chị. Mà sao chị chết? Chị lục khắp nhà không thấy. Tao tức một cái là nhà ở tầng 8 mà kiếm hoài không ra. Cái sẵn có bệnh tim, cái lên cơn tim hồi nào không hay, rồi ở đây luôn nè. Bởi chị mà chịu ra ban công là hai chị em mình giờ còn sống rồi. Nghĩa là... Mẹ ơi, hai con chó nó đang làm gì kìa mẹ? Nó đang cõng nhau đó con. Mà nó cõng nhau đi đâu? Con kia nó có bị què đâu mà cõng mẹ. Thì con trên bị bệnh, con dưới phải cõng con đó. À, con biết rồi. Chắc chắn con kia nó bị giật kinh phong. Nó cứ nhảy tới nhảy lui kìa. Ghê quá à. Chú tao là thầy giáo nè. Ai gặp cũng phải kêu thầy ơi hết á. Vậy cũng khoe. Chú tao là bác sĩ nè. Ai gặp cũng phải kêu bằng bác. Khoe thì sợ tụi bay tự ái. Chứ chú tao là linh mục nè. Ai gặp cũng phải gọi bằng cha. Chú của ba đứa mày cộng lại cũng không bằng chú tao. Ai gặp chú tao cũng phải hét lên. Trời ơi. Xạo chó. Vậy chú mày làm nghề gì? Chú tao là chùm khủng bố. Qua nè. Ôi. Học bài đi con. Mẹ phiền quá à. Học bài tối ngày. Để con chơi game tí. Học đi mà con. Thua rồi. Thấy chưa? Mẹ lại nhảy nó con thua rồi nè. Sao mặt mẹ kỳ vậy? Với lại mày nhiễm tóc lại hồi nào vậy? Tao đâu phải mẹ mày. Tao là quỷ, chuyên ám những đứa trẻ không nghe lời. Con tuy 10 tuổi thiệt, nhưng mà xin lỗi nha, không có tin. Mày nãy giờ không học bài, ôm cái điện thoại nói nhảm hoài vậy? Ngơ ngơ cái gì? Mẹ đi siêu thị mua ít đồ cái nha. Cho con đi với nha mẹ. Thôi, phiền lắm, ở nhà coi tivi đi. Đi mà con muốn đi. Được rồi, đi thôi. Mẹ, mua con cái này nha. Thôi, bỏ lại đi, cầm một hồi hứa của người ta bây giờ. Coi nè, mẹ mua cái gì cho con nè. Cảm ơn mẹ. Đúng cái con chọn rồi chứ? Dạ đúng rồi ạ. Mà sao tóc của mẹ... Trời nóng quá, mẹ cắt cho mát mà. Thôi để mẹ vô nấu cơm nha. Anh, ra mở cửa kìa. Trời, ngồi gần đó đi ra mở giùm anh đi. Anh đi ỉa một cái. Ủa, anh Phát hả? Tính qua rủ chồng tôi đi nhậu hay gì nữa đây? Chồng em có ở nhà không? Không có, đi rồi. Vậy thì em muốn đi tàu nhanh với anh trong vòng 5 phút để lấy 1 triệu không? 1 triệu trong 5 phút? Mà anh yếu hay gì mà có 5 phút vậy? Phải, yếu thì sao? Có muốn đi không? Chơi luôn. Kem chuối. Công nhận có sắc như mình kiếm tiền dễ dàng thiệt chứ. Ủa, nãy ai lại vậy em? À, là thằng Phát bạn anh, em kêu nó đi rồi. Rồi nó có đem 1 triệu hôm bữa anh cho nó mượn qua trả không? Ủa bố, ngáo đá là gì vậy bố? Trời, vậy nè. Còn thấy 4 cái cây ở đó không? Mấy thằng ngáo đá sẽ nhìn thành 8 cái cây. Nhưng mà ở đó có 2 cái cây thôi mà bố. Vậy hả? Ở đó chỉ có 1 cây thôi. Thì ra hai bố con mày... Đội cứu hộ khẩn cấp đây, cho hỏi bạn đang gặp chuyện gì? Cái này khó nói quá à. Anh đừng có ngại, cứ nói chúng tôi sẽ giúp. Ừ thì cái quần lót tôi kẹt trong lòng giặt, tôi định chui vô lấy ra, giờ thì kẹt luôn rồi nè. What? Huy ơi em đâu rồi? Chị My mang bánh qua cho em nè. Thấy mẹ rồi, bà My hàng sớm quá. Tôi không hiểu, rốt cuộc thế nào. Trời ơi, bà còn cầm đây dây nịch nữa. Trời ơi, thấy thương chưa kìa, bị kẹt trong máy giặt rồi hả em? Cứu tôi với. Được rồi, tôi cần anh bình tĩnh được chứ. Được, được. U là trời, coi cái nếp chu ra thấy thương chứ kìa. Để chị giúp cởi cái quần ra cho mát nha. Con.
Ah.